Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, hôm trước thì tôi cũng đã mua về được chiếc xe Ford EcoSport sản xuất năm 2018 ở cái model 2019. Đấy, thì mấy hôm trước tôi mua về thì thời tiết nó rất là mưa. Tôi không dọn dẹp, không rửa ráy gì được. Thì tôi cũng có một vài khách đến xem nhưng đều thấy nó xấu, nó bẩn, không mua. Tuy nhiên có một cậu thanh niên rất là trẻ tuổi đến xem xe thì tôi đã bảo luôn là chiếc xe này thì không phải sơn, không phải làm bất cứ một cái gì cả, chỉ có dọn dẹp thôi. Thì nếu mua thì cứ đặt cọc, sau đó tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ lên cho để lấy. Thì cậu thanh niên rất là nhanh tay, cũng đã đặt cọc chiếc xe này và tôi đem đi tôi dọn. Ngày hôm nay thì tôi đã dọn dẹp xong đây. Trước khi tôi bàn giao cho cậu thanh niên thì tôi có quay lại cho quý vị các bạn xem là một chiếc xe trước khi dọn và sau khi dọn. Đấy, chiếc xe này là chúng tôi cũng đã dọn đây nhé. Vừa mới dọn chiếc xe này, chúng tôi chỉ có phải dọn thôi, không phải sơn, chỉ có dọn và đánh bóng bên ngoài. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Phần nội thất đây ạ. Phải nói là một cậu thanh niên cũng rất là may mắn. Cậu chia sẻ là em không biết gì về xe đâu, anh bán cho em thì anh nói là anh dọn sạch sẽ thì anh cứ dọn, sau đó sau 2 ngày thì em đến em lấy xe. Đấy, và ngày hôm nay thì tôi dọn xong, lát nữa thì cậu thanh niên sẽ đến và lấy chiếc xe này các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn này. Tất cả đều rất đẹp luôn nhé. Thế cho nên là quý vị và các bạn nào mà đi mua xe ô tô cũ ấy, nhìn thấy nó mộc mạc thì cũng nên mua những chiếc xe mà nó mộc mạc các bạn nhé. Chứ nhiều xe dọn dẹp đánh bóng xong nó hơn rất là nhiều. Đấy, thì bây giờ thì mua xong là người ta sẽ dọn cho các bạn ạ. Đấy, mấy hôm trước là do thời tiết nó mưa không dọn dẹp, nay thì chắc chắn là cậu đến lấy xe thì cậu sẽ rất là bất ngờ. Một chiếc xe nó đẹp như này rồi đấy ạ. Có những người thì thích đi mua xe nó phải đẹp đẽ, nó phải bóng bẩy, nó phải long lanh, để trong showroom gạch hoa và cửa kính. Đấy, thì chiếc xe này thì bây giờ là tôi dọn dẹp xong rồi, nếu chưa bán thì tôi cũng để lên cửa hàng thì nó rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, vô lăng này rất mới luôn đấy ạ. Vô lăng rất mới này, đồng hồ công tơ mét đây, 5,8 vạn quý vị và các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe quá là đẹp luôn các bạn nhé. Nội thất, ghế da, tất cả là còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn ạ. Đấy, tôi cũng không có đánh bóng bằng xi vào nội thất đâu. Tất cả là tôi để dọn và tôi để nó rất là mộc. Dọn là ví dụ như cái động cơ này là tôi cho anh em dọn bằng CO2 các bạn nhé, chứ không được cho hóa chất vào tẩy. Đấy, động cơ này dọn bằng CO2, không có hóa chất tẩy cho nên là nó rất là mộc. Nó sạch nhưng nó rất là mộc này. Ốc cabo còn nguyên bản này, giảm sóc, ốc giảm sóc còn nguyên này, ốc chân máy cũng còn nguyên đây. Rất là đẹp đấy. Hôm trước thì tôi quay là nó hơi bẩn là chưa dọn, mà nay dọn xong nó mới như này đây quý vị và các bạn này. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, thì cậu em chuẩn bị đến lấy xe rồi. Tôi trước khi giao xe cho cậu em thì tôi cũng lau chùi lại một lần nữa cho nó sạch sẽ để cho cậu em đem chiếc xe về. Tuy đi mua một chiếc xe cũ nhưng đem về nhà nó phải đẹp như những... Thì bây giờ tôi cũng đã giao chiếc xe này cho cậu em rồi quý vị các bạn nhé. Cảm ơn cậu em rất là nhiều. Chúc em đi xe vạn dặm bình an. Chúc em và gia đình đón một năm mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. An khang thịnh vượng ạ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.